cũng thích một số ngành nghệ thuật kiểu ca hát nhảy múa. À. Có lúc nhớ giọng anh giúp chồng lúc bỏng, có lúc thấy tim mình khẽ khàng rung động nhưng chẳng dám tin đâu những lời viễn vông. À. Bây giờ bên đàn gái cho tôi biết về đường tình duyên đi. Dạ, em sau khi ra trường thì em có quen một mối tình, quen được 3 năm. Và em đã chia tay cách đây 2 năm rồi ạ. À. Lý do chia tay? Dạ, lý do chia tay là vì cái lúc đó hai đứa bắt đầu đi làm, có khoảng cách và người thứ ba cũng xuất hiện đúng lúc thì tình cảm cũng nhạt, thì lúc đó hai đứa... Chị hiểu rồi, rõ ràng là tình cảm không đủ lớn rồi. Khi mà tình cảm thực sự đủ lớn, thực sự bền vững, vững chắc thì người thứ ba có xuất hiện, một chục người thứ ba cũng không bao giờ lay chuyển được, hiểu không? Dạ, chia tay sau thì cũng có một vài người tìm hiểu nhưng mà em thường có sự so sánh với người cũ. Ấy. Dạ, cho nên là em nghĩ là mình tốt nhất là khi mà mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ thì em chưa quen ai. Nếu mà bây giờ bước tới một người mới thì em có đem người mới ra so sánh với người cũ nữa không? Dạ không ạ. Kiểu ví dụ như là so sánh thì so sánh như thế nào? Dạ, ngày xưa thì ví dụ như bạn quan tâm chăm sóc em. Em thì cũng người kiểu cũng hơi lãng mạn. Em thường làm những cái điều lãng mạn cho bạn ấy và cái hành động của bạn đáp trả với em thì cũng lãng mạn như vậy. Cho nên là khi mà có người mới thì em cũng sẽ so sánh. Đàn trai bên kia ơi, đàn gái thích lãng mạn lắm nha. Rồi bên đây đầy chất nghệ sĩ luôn, có thể tạo nên những cái lãng mạn bất ngờ luôn nha. Xin mời đàn trai nè. Đường tình duyên của em sao? Kể đi, sao nghe đi. Em là trải qua hai mối tình chính thức. Dạ, thì mối tình đầu tiên là năm 2017 á, em quen bạn đó là ở Long An, quen qua mạng. Nhưng mà một thời gian sau thì em nhận ra rằng đó không phải là tình yêu đích thực mà nó chỉ là giống cảm nắng với nhau vậy đó anh Linh. Thì hai đứa quyết định là dừng lại. Rồi đến năm 2018 thì em cũng có quen thêm một người con gái nữa, thì bạn này là ở Bến Tre. Lúc đó bạn này là làm ở trong nhà hàng, mình làm phục vụ. Thì sau đó một thời gian là bạn làm phục vụ nhưng mà bạn lên bạn làm PR, tức là bạn ngồi bàn ấy, thì em cũng không có thoải mái lắm. Sau đó một thời gian thì cái quán đó là người ta ngưng kinh doanh. Đó, thì em nói thôi giờ thì nếu mà người ta ngưng rồi thì mình nghỉ, mình kiếm việc khác làm đi. Thì bạn đó cũng đồng ý, nhưng mà sau một thời gian thì bạn đó vẫn quay lại qua một quán khác bạn làm. Thì em cũng thấy là cái sự cố gắng của bạn trong cái mối quan hệ này là không có nhiều, nên em dừng lại. Nhưng mà sao đứa không trao đổi chuyện, anh nghĩ chuyện nó nhỏ mà. Thì em cũng có nói rồi, mình nên tìm một công việc khác phù hợp hơn. Vấn đề cũng không phải nằm ở cái công việc nào cũng vậy, quan trọng bản thân mình như thế nào với cái việc đó. Khi mà em quen bạn gái đó đi thì em phải cảm nhận được cái người đó họ có thực sự đàng hoàng lịch sự hay không. Nhưng mà cuối cùng ai nói lời chia tay? Lúc đó là xa cách dần á, thì cũng không ai nói lời chia tay cả. Hai đứa tự nhiên cảm thấy thôi dừng lại thôi anh ạ, chứ không có. Quen nhau bao nhiêu lâu? Quen nhau cũng gần một năm. Thôi anh nghĩ tình yêu chưa đủ lớn, vấn đề chỗ nè. Bây giờ phân tích ra chi để chi chúng ta thấy được cái nhược điểm để ta khắc phục thôi, chứ không phải là mình moi móc ra điều đó. Rút kinh nghiệm để ta bồi đắp cho cái mối tình sắp tới này nha. Dạ. Rồi còn bây giờ thì cái hình mẫu lý tưởng của em mong muốn như thế nào nè? Thì em mong muốn về ngoại hình á, thì bạn đó cao từ 1m58 trở lên. Ngoại hình chắc chắn cao hơn rồi đó. Ưa nhìn một tí là được rồi. Thứ hai là bạn đó phải con người sống tình cảm, tức là trong cả một quan hệ là phải tinh tế đó chị. Được rồi, bây giờ đến quan xem đàn gái như thế nào nha. Chị ít thôi đó, chị hỏi nhiều. Anh xem giùm em nha. Ôi trời ơi, em gái dễ thương. Em chào anh. Em có sợ đàn ông nói nhiều quá, với những cái tài năng của anh ấy thì có rất nhiều cô theo đuổi. Dạ đúng. Em có ghen không? Dạ ghen hay không thì là do ảnh, do cái cách cư xử và hành động của ảnh. Có bị lung lay bởi những ảnh hưởng của bên ngoài, tác động bên ngoài rồi, hay không? Một cô gái cũng rất thông minh luôn. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích sự bừa bộn. Bừa bộn? Dạ em không thích hút thuốc. Bên đây chưa có gia đình đâu, bừa bộn chuyện bình thường đúng không? Tỷ y không có gia đình mà. Nhưng khi có gia đình rồi người ta sẽ chăm sóc gia đình được. Dạ. Chăm sóc em bé này kia được luôn. Em không thích con trai hút thuốc ạ. Có không? Dạ em không hút thuốc, nhậu nhẹt thì có. Dạ. Dạ nhậu nhẹt thì em hiểu, tại vì tính chất công việc của mỗi người cho nên là mình cũng không thể gọi là cấm đoán hoặc là khó khăn về cái vấn đề đó được. Một cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Dạ em không cần người hoàn hảo, em chỉ cần người hiểu và có ý chí. Em không cần phải bề ngoài là phải đẹp trai lắm, tại vì má em nói là đẹp trai không phải của mình. Chưa chắc, có những người rất đẹp trai nhưng họ chung thủy phụ nữ vô cùng luôn. Ví dụ anh Quyền Linh. Cỡ luôn, anh không phải đẹp trai. Rồi bây giờ thì chúng ta nghe thêm ý kiến người thân để ta cảm nhận rồi mình gặp nhau luôn nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với các đồng nghiệp và bạn thân của em ạ. Đại diện đàn gái nào? Lời đầu tiên em xin gửi đến lời chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và gia đình nhà trai cũng như bạn
chai ấy cho nó. Sau khi em nghe được cái chia sẻ của Nhi cũng như anh bên này thì em thấy là ưu điểm của hai người đều giống như nhau, nhưng cái khuyết điểm thì đối với em không quan trọng, vì khi mà hai người đã đến được với nhau thì những cái khuyết điểm đó thì sẽ đồng bộ chia sẻ với nhau thì sẽ thấu hiểu được nhau hơn. Em chỉ mong là Nhi tìm được một người mà Nhi mong muốn thôi. Cuộc đời Nhi đã rất là buồn rồi, nên anh chỉ cần remix là Nhi lên luôn. Rồi, dạ. Cảm ơn em. Dạ, em xin hết. Anh đi với ai? Dạ, thưa anh Linh, hôm nay thì em đến đây với là một người cháu, một người anh rất là thân cũng như là anh trai, một người anh đồng nghiệp là nhóm trưởng quản lý bán nhóm bán hàng của em, và hai người em. Dạ. Ngồi ở kia. Mời anh trai. Xin chào anh Quỳnh Linh và chị Anh Thư. Dạ. Chào quý vị khán giả trong cái phòng này. Em tên là Châu, họ là anh kết nghĩa của Minh Khánh. Nói chung là qua một cái sự chia sẻ của hai em thì có một cái sự tương đồng với nhau. Còn câu chuyện còn lại là của hai em, hãy cố gắng cho nhau cơ hội xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Xin chúc cho chương trình ngày càng phát triển, chúc cho hai em được sớm tìm được mảnh ghép cho mình, và chúc cho bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc đến toàn thể quý vị các bạn. Rồi. Xin cảm ơn. Cảm ơn đàn trai đàn gái. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Bắt đầu. Bắt đầu đi em. Em chào anh. Đấy, hát bài liền. Chào em. Lần đầu tiên gặp em thì anh cũng rất là vui. Chúc em là cũng cảm ơn em đã lên đây để hai đứa được gặp nhau. Anh cũng có món quà để tặng em. Chúc em là luôn xinh tươi vui vẻ như những đóa hoa. Và đây là hộp sô cô la thì cũng chúc em là luôn ngọt ngào và huyền bí như những viên kẹo sô cô la này. Dạ. Tặng bài hát luôn Khánh. Em cảm ơn anh. Dạ, em chỉ có một món quà tặng anh. Ok. Dạ, em gửi anh đặt đơn sổ. Thì em nghĩ là anh sẽ lưu lại những kỷ niệm và những cái điều mình hiểu biết vào trong cuốn sổ này. Với em thì hiểu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Cho nên là hôm nay có duyên thì hai mình gặp nhau. Rồi, anh cảm ơn em về món quà này. Dạ. Ok. Làm MC luôn, hát luôn. Bây giờ okay, làm em xin lại MC nhé. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, để có được ngày vui trọng đại hôm nay thì đôi bạn của chúng ta họ cũng đã phải trải qua bao nhiêu đêm dài thao thức, bao ngày dài mong nhớ, nhớ mong, để rồi đi đến quyết định một vấn đề hệ trọng, đó là xây dựng hôn nhân, hạnh phúc, gia đình. Hôm nay sum họp trúc mai, tình chung một khắc nghĩa dài trăm năm, đôi ta như ánh trăng rằm, sáng soi muôn thuở ngàn năm vẫn tròn. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng nhau hướng tầm mắt của mình về phía cổng hoa của hôn trường để chứng kiến tận mắt khoảnh khắc chú rể Quyền Linh cùng với cô dâu Gia Thảo tiến về thềm hoa hạnh phúc của cuộc đời mình. Quá. Xin mời. Hên quá anh Linh ơi, em hồi hộp. Anh nghe chú rể Quyền Linh anh sợ tên khác. Trời, em sợ cô dâu bên này Nam thương cái chết em luôn á. Được. Rồi, bây giờ mình hãy nói cảm nhận về nhau như thế nào. Ấn tượng ban đầu của em thì anh là người khá tự tin. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Anh đúng như kiểu người em thích là có tri thức và tâm lý tinh tế ạ. Thưa muốn hỏi em một câu, vậy thì quan điểm của em về tiền bạc như thế nào? Này, có cái nhược điểm của em giờ mới nhớ ra, tức là em tiêu tiền rất là nhiều, tức là em được mọi người đánh giá rất là thoáng, nên cái vấn đề tiền bạc em đã mời ai đi nhậu hay là mời đi chơi là em bao tất cả luôn, chứ em không muốn là cái bo gì hết, em thoải mái. Còn tiền bạc vấn đề hôn nhân thì vợ chồng cũng xây đắp mà, nên mình phải có những cái khoản để dành gì đó thì vợ quản lý, nhưng mà vẫn có những cái khoản riêng của mình để mình còn đi này đi đó các thứ. Dạ. Đi này đi nọ là đi đâu? Dạ thì đi tiếp khách cùng gặp bạn bè đó, cùng năm ba chai gì đó. Phải nói vui. Cho rõ. Dạ. Chứ đi này đi nọ mấy bà không có chịu đâu. À thế à? Bây giờ vấn đề là hẹn hò nè, bàn chuyện hò đi, hai đứa đúng hẹn rồi. Sao? Ê bà, nếu mà mình có hẹn hò với nhau á, hôm nay em bấm nút thì rất là dễ, bởi vì em ở Bình Thạnh, em ở quận 12 thì cũng rất là gần. Và dạ, thật ra là em làm ở Bình Thạnh, em ở Thủ Đức ạ. Thủ Đức thì em cũng gần đó, em đi về chợ đầu mối rất là gần. Dạ. Em ở đoạn nào ở Thủ Đức? Dạ đúng, em ở gần chợ đầu mối luôn. Em thế ở là Dịch Bình. Cách em có 3 cây số thôi. Hai đứa hẹn nhau chợ đầu mối đi. Đúng rồi. Đúng rồi, chợ đầu mối và đó tha hồ mua trái cây các thứ để tặng Quyền Linh cùng Nam Thư và khán giả ở đây luôn. Chà, anh này thiếu ăn thiếu nói quá.
Bây giờ trước khi bấm nút á thì em cũng muốn hát bài gì để tặng bạn gái không? Bây giờ bấm nút nè. Bây giờ dạ, trước khi bấm nút thì anh sẽ tặng em một đoạn trong một bài hát là Một Trái Tim Một Tình Yêu. Rồi, sáng tác của chị Đan. Khi gặp em, anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chân bước. Đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó tình đã trao em, cho đến mãi hôm nay ân tình vẫn đong đầy. Và mai sau nữa yêu người càng đắm say. Có ai hơn tình em, một tình yêu, một trái tim cho em. Rồi, rất hay. Tôi nghĩ rằng đám cưới các bạn diễn ra rất hay lắm. Cô dâu chú rể tập bài hát này để cùng đồng điệu với nhau nha. Bây giờ á, đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại. Đúng, kiểm tra con tim của mình. Đúng rồi, xem nửa mảnh ghép kia có thật sự là của mình hay không. Trái tim mình có rung động hay không. Hãy đến với nhau bằng sự chân thành. Chuẩn bị 3 2 1 để xem. Chúc mừng. Đã là đội của nhau, hãy nắm tay nhau. Đây. Hãy đặt nụ hôn bằng cả trái tim của mình. Anh xin phép. Trời ơi, cái gì ập vô làm nhanh gọn lẹ dễ sợ. Phun vô tóc không có được. Dạ. Phun vô má. Đó. Rồi, dễ thương hết sức. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau nào, đừng buông tay nhau nhé.